các bạn. Ok, 2 ký các bạn. Ok. Chào các bạn. Nhỏ lớn hơn đây. Đấy, các bạn. Kiếm một con cá bò về vườn nha các bạn. Cá bò này không to mấy, nó chừng nửa ký à. Ok nha các bạn. Con này chừng nửa ký nha các bạn. Ok, nếu mà có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Ok các bạn. Lên cá nha các bạn.
Đây cá mèo bo các bạn. Con này cỡ ký gửi các bạn ơi. Con này mới dục phao xuống ăn luôn các bạn. Ok nha các bạn, nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Con này cỡ ký gửi. Lên cá các bạn ơi. Cá to các bạn ơi. Ok. Bạn mình đang okay, đi, đi. Dính không? Dính không? Dính không? Quay vô đi, quay đi. To bạn ơi. To hả? Để mình theo ánh sáng các bạn nha. Ôi trời, ánh sáng các bạn ơi. Ghê vậy. Cá lớn các bạn ơi. Bạn cầm giùm bạn. Sao cho con sáng giùm mình cái. Này nè. Tại vì ban đêm mà đâu có ấy được không? Mình cầm gì nè. Nó dài lắm. Cá rồi các bạn ơi. Lên cá nha các bạn. Đây. Đó. Từ nãy giờ các bạn ơi. 4 cần lượt các bạn. À, 4 cần lượt luôn. Ba anh em đang cạo nãy giờ. Đây. Con này giờ. Cái rưỡi. Ok các bạn nha. Ok. Rồi. Ok em. À đây. Đây là chỗ túp lều tượng của anh em mình đây. Đó. Tối nay mình sẽ ngủ tại chỗ này các bạn nha. Để sáng ngày mai đón khách. Đó, ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ câu tiếp cho các bạn. Có cái mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Ok các bạn nha. Ok. Đây sáng nè. Nè.
bấm đây nè, bấm vô cho cái này đó nè, 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 cho cái này nó đáy lại, nó cân cân bằng lại cái đồ sáng của mình. Lên cá các bạn ơi. Mày cao em, mặt anh á. Mờ lắm. Rồi. Vô con. Ủa quá, ủa quá. Bỏ rồi. Vô tới đây kìa. Mất luôn cái phao. Mình mà cái đôi mà đâu sợ thảy đâu. Hay tại thôi là mình ghê vậy. Có giờ cũng được. Tới giờ đâu. Vượt đi. Vượt đi, vượt đi. Cho không chờ tí. Ui trời. Vô rồi các bạn ơi. Trời. Rồi, ok. Lên nha, lên lên cá. Lên cá. Ôi, con này 2 ký mấy á, 2 ký rưỡi á. Nó bự vậy nè. Ui cha. To kìa. Vậy quá ok các bạn ơi. À. 2 ký rưỡi. Thôi lên nó bờ đó nó bung luôn ông ơi. Hả? Má hên quá trời. Hên không? Hên, hên quá trời luôn, lưỡi nó bung ra hết rồi. Hay các bạn ơi. Yeah. Hên quá trời, lên nó bờ 2 ký rưỡi các bạn ơi. Ok nha. Vô vỏ, vỏ em. Vô vỏ. Đạp gãy cành đi. 2 ký rưỡi. Cá vỏ rồi. Trời ơi, to. Con lên to ghê em. To hơn mấy kia luôn. Ừ. Nè. Đó. Đó, thấy chưa các bạn? Các bạn thấy chưa? Toàn là mè mè, toàn là bò không nha các bạn. Mè bò không nha. Đây. Thấy ngồi đang còn ngồi mắc phao rồi, hết rồi, xong rồi, lên cá rồi. Ok nha, ở cá xem clip các bạn xem nha. Lên cá các bạn ơi. Sao em? Cũng có. Có hả? Nặng không? Có. Trời. Trời ơi. Bự á. Bò hả? Bán giờ bán. Ui. Cá lớn các bạn ơi. Con này to các bạn ơi. Bò. Con này to lắm nha. Đang ngồi. Ngồi mắc phao các bạn ơi. Mắc phao. Ui, đã quá. Có cá đó rồi. Trời. Ghê vậy? Chóng mẹ. Hả? Con. Sao sống được? Con người to á. To. Con người to á. Nó mới vậy á. Đét. Ừ. Còn đâu? Con. Con cân mà. Vô tới rồi. Từ. Trời, ghê vậy. Con. Đó. Con này chắc hàng hai á, nó chạy kìa. Chạy các bạn ơi. Từ. Ghê vậy. Chạy ghê vậy. Trời. Nhìn kìa. Ôi trời. Nó dính đầu nhiều lưỡi lắm sao ấy. Chứ trời ơi. Hai ký. Lên rồi. Ok. 2 ký. Trời ơi to kìa. 2 ký các bạn ơi. Lên hàng nha. Trời to. Tuyệt vời. Nặng quá à. 2 ký. Một lưỡi một. Lưỡi trên. Ừ. Rồi gỡ con ra kìa. Lên cái nha các bạn. Hai. À, ban đêm mình quay nó hơi mờ bạn ơi. Để mình xem thử coi nó sao nó mờ. Nó không có lấy nét được. Rồi. Được không? Từ. Này. Rồi, con này trời ơi to vậy. To mà. 2 ký rưỡi á. 2 ký rưỡi á bạn ơi. À, đá các bạn ơi. Ok. Ok nha. Review vô vỏ. Rồi, đạp cái cành á. Dễ vậy bạn. 5 con rồi các bạn ơi. Hàng khủng không nha. Không con nào mà dưới ký rưỡi hết á. Toàn trên không à. Ừ, cha. Vô rò nha các bạn. 5 con nhưng mà chỉ có 2 con sống thôi. 3 con kia nó
lật ngửa rồi. Lật ngửa rồi, còn chỉ còn hai con sống thôi các bạn ơi. Còn có lên bự hơn mấy con kia luôn kìa. Bự hơn. Trời ơi, hổ to kìa trời. Bự nhất nha các bạn. Bự nhất luôn. Đâu rồi? Cho nó xuống dưới đây nè. Đây nó đây. Nè nè nè. Cho nó xuống dưới đây nè, cho nó sâu sâu chút. Cái vỏ này chắc chục ký các bạn ơi. Quá nặng, quá nặng, quá nặng. Nha các bạn. Quá nặng. Mình thả đi, mình thả đi. Cắm nha. Cho dài ra kia kìa. Cho nó nước nó sâu xuống sống. Nè, đó. Đó, ok chưa? Đã các bạn. Không có nào dưới cái rưỡi hết á. Rồi ok, thả mạnh ra bên kia kìa. Có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Ok ok. Lên cá các bạn ơi. Con cá các bạn. To không? Không biết nó to hay không mà thấy nó vị rồi đấy. To to. To rồi. Con này cũng to lắm rồi. Đây, bạn Quốc Phương. Hai giờ rưỡi đêm kéo cá. Thằng này nó cũng ngủ luôn đúng không? Ừ. Ừ, em mở mắt ra thấy mất mạng phao rồi. Chà, vị dữ ha. Nhìn cái cần đi nó thiện nha. Con này khá bự á. Cá bự nha các bạn. Mà đây kiến nhiều thiệt á. Đây thì con này không. Con này chắc chân hai rồi. Đây. Cá vô các bạn ơi. Từ. Rồi. Ok. Con này 2 kg. Ui xa. Oh my god. Quá phê. Đông lưng đông mỏ gì. Mỏ trên, hàng trên. Quá phê các bạn ơi. Mình đang ngủ con em kia mất phao phao rồi. Chạy gấp. Con này trên 2 kg chứ 2 kg gì trời. Đây. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Đây. Cá nha các bạn. Bằng con nãy các bạn ơi. Con này 2,5 kg á. Ok em. Đây. Rồi chờ em cho vô rọ. Chờ các bạn, anh em mình có cá anh em sẽ quay tiếp. Chính xác. Giờ là giờ nghỉ ngơi các bạn nha. Sức để ngày mai. Cầm cho cứng. Đừng có sợ. Kiến nó bù đen dòm mình rồi các bạn ơi. Ở đây kiến nhiều thật đó chứ. Ừ, đen nhiều. 6 con. Chục ký các bạn ơi. Phê quá. Chục ký thôi. Ok các bạn nha. Lên cá nha các bạn. Anh mình đang quay đây. Có anh Vương. Có. Vừa thu cần cho nó ăn. Con này đỏ. Ây cha. Đấy. Không được to nha các bạn. Không vừa thôi. Đây. 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 Nó không có thật to. Thị trưởng đi. Được gì cho anh? Hơn chục ký anh. Hiểu được rồi. Đây. Nha. Đó. Con này nhỏ nhất trong đàn. Đó. Thì... mình chỉ săn bò. Đây, đoán đại thôi chứ. Dạ, đúng rồi, ấy, chà. Nói nhiều mà.
Rồi em cho vô chỗ nhá. Rồi. Rồi chào anh em nha, khi nào có clip nữa em sẽ quay cho anh em coi tiếp nha. Rồi ok chào anh em. Linh cá nha các bạn. Còn hình sáng chưa hả? Chưa linh cá. Có anh Tý. Nhìn cái cành nè, nó lọt chưa? Nhẹ nhẹ lắm rồi đó. Sáng nay mình đâu có thèm vũ lực đâu. Cũng được. Mồi mình tự làm luôn đó. Bạn ngủ mình làm mồi mình câu luôn. Gì nữa lấy con chim tha tha ra. Mình đang ngồi mình coi cái kia đánh nhìn đây nó khao đưa đi. Mình nhìn thấy cái nhỏ không? Cũng được đó, không nhỏ đâu. Mình ghi vậy. Nó nhỏ hơn con lúc nãy chứ. Khoan 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 khoan. Khoan khoan. Khá là bự nha các bạn. Đó, rất là chặt. Ông anh ông mình đang gỡ đây. Đây. Cá rồi đó. Rồi. Giờ mình cho cá vô rọ. Rồi ok các bạn. Có clip mình sẽ quay cho các bạn có xem tiếp nha. Ok.